Em Hoàng Tưởng xin chào cả nhà nhé. Hôm nay em lên thăm xem vải thiều muộn để ngày mai bẻ làm một chuyến nhé cả nhà nhé. Đấy, mẫu mã rất tươi, mã quả rất tươi và sáng nhé. Đấy, không như nhiều bác là có đăng hình ảnh các thứ lên là có mã nó không được tươi nhá cả nhà nhá. Đấy, quả nó không được tươi đâu. Nhìn các bác nhìn độ hồng đẹp mã mây của nó này. Đấy, quả rất to nhá. Đấy, mình chăm thưa thưa vậy thôi, hai quả một này. Đấy, hai ba quả một thôi. Đấy, mẫu mã nó rất sáng. Nó cũng bị từng quả đã chàm nhé cả nhà nhé. Từng quả đã chàm. Đấy, quả nó căng mịn này. Đấy, quả của em là nó không 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 có gai đâu nhé. Đây, hôm nọ em bẻ bớt bớt một ít ở đây đây. Hôm nọ bẻ thì đến cây này nó đủ thô. Đấy, mai chắc là lại bẻ tiếp. Đấy, mã của nó rất tươi nhá cả nhà nhá. Đấy, quả mã tươi, nhẵn gai. Đấy, gai rất nhẵn luôn. Đấy, rất đều nhá cả nhà nhá. Quả rất đều. Đấy, quả nó phải to đều này cơ. Đấy, cả nhà nhìn vậy thôi, quả rất to nhá. Đấy, mấy hôm không phun này, hơn tuần này, bắt đầu có bọ xít này. Đấy, có bọ xít nhá. Mai là được 8 ngày. Đấy, 8 ngày không phun. Đây, mình chuẩn bị bẻ đây. Nó có bọ xít rồi cả nhà. Đấy, cả nhà bảo là một tuần không phun mà nó có bọ xít như vậy thì các bác bảo để từ đầu vụ mà nó chín đấy. Chín đấy, mình không phun nữa đấy. Thì nó có bọ xít ấy thì nó đái xuống thì quả đen xì. Đấy, mình phải một tuần phun một lần nhá, không phun là nó hỏng. Đấy, quả mẫu mã nhìn rất ok nhá cả nhà. Đấy, mai em đi bán em sẽ báo giá cho cả nhà. Đấy, chất lượng quả lì gai này. Đấy, quả này nhìn đã muốn ăn rồi. Đấy, cả nhà thấy chưa? Đấy, không như quả của các bác đâu nhá. Cả quả của các bác là không lì gai này. Mã nó không lên đều này. Đấy, sai nè. Đấy, em sẽ bẻ một thô. Đây, hôm nọ em bẻ cái này đây. Đấy, bẻ cái trên này á. Đấy, bẻ đi là nhìn không thấy lá. Đấy, trụi. Trụi luôn. Đấy, rất ok nhá. Đấy, quả phải ok này mình bắt đầu mới bẻ nhá. Đấy. Như những cái loại này là đi là trên 20 rồi, giá cả trên 20 nhá. Đấy cả nhà, trên 20 nhá. Như hôm nay ấy, là trên 20 nhá, chắc chắn là trên 20 mà không biết hai mấy rồi. Đấy, cái quả của em chăm ấy nó hay như thế này này. Đấy, nó giãn ra cái chỗ đấy, giãn căng. Đấy, nhiều quả nó giãn căng ở cái đầu gai ấy. Đấy cả nhà thấy chưa, nó rất sạch rất sáng. Này, quả rất to. Đấy. Đây, những cái quả này này. Cái quả này nó bị hấp. Nó hấp nóng ở trong này. Nó bị này. Thấy chưa? Đấy. Mưa xuống là nó sẽ nứt những quả đấy. Mai thì mình bẻ rồi.
mai em sẽ bẻ. Đấy, chín đẫy này mới bẻ nhá. Quả rất to, rất đẹp. Đấy, các bác nhìn này, mã này. Đấy, nó lên hết quả nhá. Đấy. Nhiều bác đã phun đấy. Phun là nó không lên hết này đâu. Em làm công thức tự nhiên đấy, quả nó mới lên này hết được. Đấy. Em không cần xay nhiều nhá. Đấy, chỉ lưu thừa này thôi. Đấy, cứ hai quả này. Hai quả này. Một quả này. Nhưng mà một quả nhá, cái quả to đấy đi bẻ nó vẫn sướng. Đấy. Mình chăm được quả to đi bẻ vẫn sướng nhá. Cả một quả, hai quả nhưng mà mình đi bẻ ấy, nó vẫn nặng tay, kiểu nặng tay, mình bẻ rất sướng. Đấy, chăm được quả vải như thế này đi bán nó mới ok cả nhà nhá. Đấy, nhiều bác em có đăng lên là cái cách phun của em ấy là một tuần phun một lần ấy, những cái loại vải tầm này ấy, là để cho nó hạn chế sâu bướm này và phun thuốc bệnh ấy. Phun thuốc bệnh để cái nó khỏi cái quả mà nó bị nứt ấy, nó không lây lan ấy. Đấy, nhiều bác có vào nói là phun như thế là người tiêu dùng ấy họ ăn ấy là sau này là thì sẽ bị bệnh này. Đấy, em nói cả nhà nhá, em phun hôm nay là ngày thứ 8 này, ngày thứ 8 không phun. Vừa nãy em quay đấy, đã có bọ xít rồi. Đấy. Nếu mà chết thì con bọ xít thì đã chết rồi. Cả nhà. Con bọ xít ấy nó không còn sống rồi. Đấy, nhưng quả như thế này, đấy nó phải đẹp như thế. Nếu mà mình không phun ấy thì bọ xít nó sẽ đái ra hỏng quả. Đấy. Con bọ xít nó không chết thì con người sao mà chết được. Cứ 8 ngày. Đấy, những cái quả ví dụ mình phun được khoảng độ tầm 6 7 ngày là bắt đầu là từ 5 ngày đổ lên là bắt đầu là thoải mái bẻ nhá. Mình cách ly. Đấy, mình cách ly khoảng độ tầm ví dụ hôm nay phun thì khoảng độ tầm ngày thứ 5 bắt đầu là đổ đi là mình bẻ, những cái cây kia là mình không phun nữa. Những cây nào ấy mình lại phun vào những cây đấy. Đấy, quả ok không? Đấy, như các bác một phun từ lúc bắt đầu là bẻ cái là từ các bác là bỏ thuốc nhá. Các bác bỏ thuốc đến giờ này nó phải rơi vào khoảng tầm 15 ngày. Đấy, các bác bỏ thuốc là rơi vào tầm này là 15 ngày là các bác là những cái quả của các bác ấy. Nếu mà bán trong vòng khoảng tầm 15 ngày nữa nhà là những cái vải của bác không ra cái gì đâu. Sầu cuống ấy, ăn là nó không thành cái gì. Đấy, cả nhà nhá. Em khuyên cả nhà là một tuần phân một lần thì mình mới giữ được cái quả. Đấy, các bác muốn bán dần dần như em ấy thì các bác cứ một tuần phân một lần. Đấy, nhìn nó phải ok như vậy chứ mới bán như cái quả mà nhìn gai gai góc góc mà nhìn quả nó không ra gì các bác đã bán rồi. Đấy. Đấy, quay ngược cái này nó không thấy. Không thấy quả. Đây em quay không phải là quay mấy cây để làm mẫu đâu. Đấy. Cây nào cũng như nhau nhá. Nhưng mà như cây này là đấy, như tràm này. Đấy, các bác bảo vườn không tràm, tràm đây. Nhưng mà mình chăm được ấy, cái quả nó nhìn nó vẫn sạch sẽ hơn. Đấy. Tràm nó không bẩn đâu. Đấy, như cây này này. Cây này chắc phải độ tầm 3 ngày nữa. Đấy, cây này nó phải rơi vào 3 ngày nữa mới bẻ được. Nó không lên mã như cây này đâu. Đấy, cả nhà thấy chưa? Tầm này lên vườn xem vải muộn là rất phê nhá cả nhà nhá. Quả rất phê luôn. Đấy. Quả size rất thưa nhưng mà quả rất to, nhìn nó rất ok. Đấy cả nhà. Nhìn nó phê luôn. Đây em chăm những cái quả nó giãn. Đấy, nó giãn ra đây này. Đấy.
nó không nứt nhá, cái quả thưa nó không nứt. Đấy, nhìn phê. Cây này nó rơi vào khoảng một tạ thôi, tán nó ra rất dài nhá cả nhà nhá. Đấy, ra rất dài nhá. Đấy, sang năm bác nào ấy mà muốn học công thức của em ấy, làm phun sâu bệnh sạch, công thức bón làm tự nhiên ấy, các bác kết bạn Zalo qua số điện thoại của em là 0982 506 986. Đấy, em sẽ hướng dẫn các bác làm. Và các bác vào xem ấy, các bác nhớ đăng ký kênh nhá, đăng ký kênh ủng hộ em. Để cái bài của em nó lan tỏa đi cho nhiều anh em làm vườn. Để làm cái quả nó đẹp. Đấy, cả nhà thấy không? Quả đẹp, mẫu mã đẹp, mình không bán nhá. Không nên vội. Đấy, nhìn cây này là rất phê. Đấy. Cây bên này cũng vậy thôi. Đấy cả nhà nhá. Đấy. Em làm ấy, em cần chất lượng. Cần chất lượng thôi, không cần sản lượng. Một sọt của em bán ví dụ hai mấy thì bằng các bác lại bán lại 7-8k ấy, nó phải rơi vào mấy sọt, 4-5 sọt nhá cả nhà nhá. Thì mai em đi bán ấy, bán xong em sẽ cố chụp cái phiếu ấy, sẽ báo giá cả nhà cho em. Báo cái giá cho em, sẽ báo cho cả nhà. Đấy. Quả nó nhìn nó sạch sẽ. Đấy. Vườn bác nào mà hiện tại ấy, có quả sạch sẽ này này, chụp gửi hình qua cho em, qua Zalo, kết bạn Zalo, chụp gửi hình qua cho em. Là các bác chăm như độ đạt như em ấy, là bác đấy cũng là một cao thủ ấy, một cao thủ chăm vải à. Đấy. Em cũng gọi là chưa cao thủ mấy, vườn nó vẫn bị chàm. Đấy, nó vẫn bị chàm từ quả. Làm nó không bị chàm, nhìn nó phê hơn. Quả nó không bị chàm, gọi là mình cứ bẻ ra đấy, không phải lựa quả chàm ấy, nhìn nó phê, nhìn nó rất rất đẹp. Đấy, vậy thôi nhá, em chào cả nhà nhá. Đấy, em lên thăm để xem những cái cây nào đẹp để mai bẻ.